là Trần Tuấn, xin chúc cho cả nhà có một ngày mới tràn đầy năng lượng. Và hôm nay mời cả nhà hãy cùng Trần Tuấn phỏng vấn một nhân vật đang rất hot trên mạng xã hội và được rất nhiều cư dân mạng đặt cho một cái tên là em gái Việt kiều áo trắng. Wow, nghe cái tên không là đã cảm thấy thú vị rồi đúng không ạ? Và Trần Tuấn thế nào thì cả nhà hãy cùng Trần Tuấn gặp gỡ em gái Việt kiều áo trắng này nhé. Hello mọi người, ngày hôm nay Trần Tuấn rất vui hẹn được em gái Việt kiều áo trắng và cũng có rất nhiều câu hỏi mà cư dân mạng dành tặng cho khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Và quý vị hãy cùng Trần Tuấn phỏng vấn em gái Việt kiều áo trắng này nhé. Xin chào em. Chào anh. Rất vui được gặp em. Dạ. Theo như anh được biết đến em qua các kênh YouTube với nghệ danh là em gái Việt kiều áo trắng. Vậy thì em có thể nào giới thiệu sơ nét về bản thân của mình được không? Thì qua em gái Việt kiều áo trắng á, thì cái này là cộng đồng mạng đặt cho em cái nickname này thôi, chứ thật sự nghệ danh của em mà đi hát á, thì Tina Kim. Thì qua công việc em đi hát á, thì em còn làm người mẫu ảnh, và thời gian qua thì em có ra một tập phim ngắn là phim Mùa Màn, và mong mọi người xem và ủng hộ cho Tina nhé. Và em cảm thấy như thế nào khi được rất nhiều cư dân mạng biết đến em qua cái clip vui? Em cảm thấy rất là vui và rất là bất ngờ khi thấy clip mình được nhiều người xem và biết đến. Em cảm ơn. Và ngay bây giờ thì sẽ có một câu hỏi cũng khá là tế nhị dành cho em, là em gái Việt kiều áo trắng có phải là người đẹp chuyển giới hay không? Em xin đính chính cái này là 100% em là con gái thật. Thì em cảm nghĩ như thế nào khi mà các clip của em đăng tải trên mạng xã hội lại hiện tại đang rất là hot, hiệu ứng rất là tốt và lượt view cao đến như vậy? Em nghĩ là cái clip đó chỉ là quay để vui thôi, chứ không nghĩ là khi mà đã đăng tải lên trên mạng xã hội thì được nhiều cộng đồng mạng lại biết đến em là em gái Việt kiều áo trắng đến như vậy. Mà nói chung là em rất là vui và rất là bất ngờ. Vậy thì cho anh hỏi em, cái clip của em đăng trên mạng xã hội thì có rất nhiều người ủng hộ, nhưng cũng có một số người ném gạch đá rất là nhiều, thì em cảm nghĩ như thế nào? Thì em nghĩ là cái clip đó em là chỉ là quay cho vui chơi thôi, chứ không nghĩ là có nhiều cái bình luận trái chiều như vậy. Khán giả muốn biết em có phải là Việt kiều hay không? Em không phải là Việt kiều. Em là người An Giang và sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Và em có thể cho anh cũng như khán giả biết em đã có người yêu hay chưa? Em hiện tại là chưa có người yêu và đang chờ người đinh em về đây. Vậy thì mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Thì nhìn được thôi. Công việc thì phải ổn định, phải biết chăm lo cho gia đình và thương yêu em. Và đây sẽ là câu hỏi cuối cùng dành cho em. Dạ. Là em có dự định ra mắt sản phẩm mới nào để chiều lòng các fan hâm mộ của em không? Em thì sắp tới thì sẽ ra một tập phim phần 2 nữa. Thì phần 2 này là Mùa Màn 2. Thì mong mọi người xem và ủng hộ giùm em nha. Thì anh cũng xin chúc cho Tina Kim sẽ luôn thành công trên con đường nghệ thuật của mình, và những sản phẩm của em ra mắt sẽ được nhiều người đón nhận và yêu mến. Em hãy dành tặng một lời chúc cho khán giả đã xem buổi phỏng vấn của em ngày hôm nay. Chúc cho mọi người một buổi chiều thật là vui vẻ, hạnh phúc và ấm áp bên gia đình, và sẽ luôn luôn ủng hộ cho những cái clip của Tina Kim nhé. Dạ. Xin chào. Xin chào mọi người.